Chúa ơi, chúng con đang nắm tay nhau trong ý nghĩa thuộc linh, bởi vì chúng con đang là một và để nài xin Ngài. Chúng con kêu gào và chúng con nài xin Chúa Giêsu Christ của chúng con ơi, xin lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con, xin thương xót chúng con, xin thương xót người chị em của chúng con, xin thương xót đầy tớ gái của Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ, xin Ngài ngăn chặn và bởi lời cầu nguyện của chúng con, xin cầm giữ sự sống và Ngài phục hồi lại. Cha ơi, nhân danh Chúa Giêsu Christ, chúng con muốn được chứng kiến giống như Mary và Martha chứng kiến Lazaro anh của mình được hồi sinh ở trong sự cầu nguyện của Ngài. Giờ này đây Thánh Linh ơi, chúng con cũng không đủ sức để cầu nguyện, mà chúng con muốn Ngài vừa giúp với chúng con nữa, hợp tác cùng với chúng con để có lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ, để trong thời giờ này lời cầu nguyện ý quyền nhất, lời cầu nguyện hiệu nhất là lời cầu nguyện cùng hiệp lòng lại với nhau ở trong danh Chúa Giêsu Christ, với sự vừa giúp Đức Thánh Linh, thì chúng con mới được nhìn thấy được cái điều mầu nhiệm này. Thần của Đức Sơ Va ôi, xin thương xót để giờ này chúng con nhìn thấy Đức Chúa Trời của chúng con ngăn cản và không có để cho linh sự chết lấy đi mạng sống của đầy tớ gái của Ngài. Chúng con khẩn thiết Ngài, xin Ngài, chúng con kêu cầu Ngài, chúng con mong mỏi Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con. Nếu vua Ezechia gào khóc để được đặc ân 15 năm, chúng con cũng muốn có một đặc ân đó trong sự cầu nguyện của chúng con nữa, cha ơi. Nếu Kinh Thánh cho phép ghi lại câu chuyện đó, thì để muốn nhắc với chúng con là chúng con được cơ hội giống như Ezechia, thì chúng con muốn cầu nguyện cho người đầy tớ gái của Ngài. Xin gia hạn Đức Chúa Trời ơi, vì Ngài có chương trình tốt lành trong mỗi một cuộc đời, và chúng con muốn Ngài có chương trình tốt lành điều này trên đời sống của đầy tớ gái của Ngài, để hội thánh chúng con cũng được sự nâng đỡ và sự khích lệ trong thời giờ này. Chúng con cầu nguyện Ngài, chúng con nương cậy nơi Ngài, và chúng con hoàn toàn chỉ biết dựa vào Ngài. Đến nỗi bây giờ đây ngôn ngữ của chúng con không biết phải bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào. Chúng con chỉ có một khát vọng, chỉ có mong ước, chỉ có một sự nài xin, đó là sự sống và sự sống xin tràn ngập lại trên đời sống của đầy tớ gái của Chúa. Thì tớ gái của Chúa là có một sư mai thì tập ngay trong thời giờ này, Chúa ơi. Thần của Đức Giê-hô-va ôi, xin sai thiên sứ đó đứng bên cạnh giường bệnh có đầy tớ gái của Chúa. Sai thiên sứ của Chúa đứng xung quanh tại nơi đó, cha ơi, hầu cho không có một bóng tối của sự buồn bã, sự than khóc có thể lan xen vào trong lúc này nữa. Còn cầu nguyện và chúng con hiệp ý với nhau và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.